Quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm Nhâm Dần, cũng là ngày lễ hội truyền thống của quê hương thôn Thọ Vực, xã Đồi Bình, huyện Đức Hòa, thành phố Hà Nội. Và lễ hội diễn ra trong 3 ngày chính, ngày mùng 1, mùng 2 và ngày chính là ngày mùng 3. Ngày mai là ngày 3, ngày mùng 3 là ngày chính của lễ hội. Thì hôm nay Minh Cương ghi một chút hình ảnh về quê hương, ngày lễ hội để gửi tới quý vị và các bạn gần xa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Minh Cương muốn đem lại các hình ảnh, âm thanh của quê hương đất nước đem tới quý vị, và mong muốn là quý vị có nhiều niềm vui và phần hạnh phúc trong cuộc sống. Ban tổ chức lễ hội
dân đồng cọ vực thôn rước thần tế lễ cổ truyền kính thỉnh Ngọc Hoàng Thượng Đế kính trình quan đương niên hành khiển trí đức tôn thần vị tiền kính thỉnh đức thành hoàng bản tổ đại vương thần vị tiền kính thỉnh hoàng thiên mẫu tổ trí đức tôn thần vị tiền kính thỉnh các chư vị thần linh kim niên cẩn dĩ hương đăng phù tử hoa quả phẩm hàn ân tu thành chư nhục đẳng vật tri nghi cung trần tế bạc bản xuất vô tình cung duy tiên minh đại vương Ngọc Đạo uyên bác thi thư khải trấn Việt cảnh độ quang minh thượng đẳng thần an ninh phù quốc thái thành hoàng hậu tú độ an dân khai giáo trấn văn phong hậu tục vạn đài hòa nam giáo học tổ đức thánh ấy ninh hiển ách tráng thiên thu tiền kỳ não đồng bản thọ vực thôn hành nhã lễ khẻ thủ khấu thủ đốn thủ
anh nhá, ở đẹp quá. Hoàng làng xuống đền mẫu.
Thank you.
rất tới nguỉnh và nó tuyệt vời phải không quý vị? Rất là tuyệt vời khi quê ta có những hội làng như này, Minh Cương cũng rất là vui khi được quay phim về quê hương, lễ hội về quê hương thật là tuyệt vời. Đấy, lễ hội đang đi ở góc làng, ở cuối làng, thật là tuyệt vời. Đấy. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Minh Cương trải nghiệm ở khu lễ hội làng nhé. Đặc biệt ngày mai là ngày 3 tháng 3 mới là ngày chính. Còn những ngày, hai ngày này là rước lễ, rất là cũng thật là tuyệt vời, phải không ạ? Cái này hôm nào lên chú, hôm nào lên. Thưa quý vị, không ở đâu hạnh phúc bằng quê ta. Quê ta những ngày hội như này thật là tuyệt vời. Thì đây là một góc bắt đầu vào đền mẫu. Trong những năm gần đây, cách đây vài năm, Minh Cương cũng rất là hân hạnh khi được nhờ quay phim cho quê hương. Mong sao là quê ta luôn đổi mới và giàu đẹp. Và cũng hân hạnh Minh Cương quay đầu tiên lễ hội này trên một con thôi, mình cứ quay trên chiếc điện thoại lốt 20 nên có độ nét chắc là cao hơn các điện thoại khác. Thưa quý vị, đây là các chị em đang nhờ chụp ảnh. Tuyệt vời quá. Thật là vui khi mỗi người có một nét đẹp riêng. Của các chị em cũng mệt rất phết đấy. Nào, thế được chưa để bắt đầu chụp nào. Tất cả các bạn phải nhìn thấy tôi thì các bạn mới có mặt nhá. Kính thỉnh Thành Hoàng, Đức Thành Hoàng bản tổ Đại Vương Thần. Phụ tử hoa quả phẩm, ân tu thực chư nhục đẳng vật. Chi nghi cung trần tế bạc, trần gian duy quyết tam mưu yến dực. Uy ninh thọ thánh năng ô, vạn vạn tuế thanh, tiền kỳ não, đồng bản thọ vực thôn, đốn thủ bách bái, cẩn phong văn tế, đức thánh mẫu. Mẫu
tuân phụng Như Lai, tuân phụng Như Lai, đương khảnh đức hoàng bản thổ đa. Đại học hành thông minh trí tuệ, đạt được điểm cao, gia đình hưng long vạn vạn, thế hệ thiên cung hà càn, ngôn phú thái, do thì binh nghiệp tốt, nhờ tung thiết lương năng hoa nghi, lễ vật chi nghi củi sở cung vi. Mẹ giáng thế
bàn phương vạn là dân. Buồn thương sầu động bâng nga quân, nhìn đắng lòng tưởng mẹ gần bên na con. Xưa mau ngự chim loan tại miếu ý, thịnh thiên tây huyền diệu ưng nga linh. Bút cơ bẻ thảo tâm ma kinh, lời châu chép lại tâm tình mẫu a thương. Nhìn biển cá trùng dương nước tiếc nghi thiên khô à sầu, tha thiết nặng mà đau. Mẹ trông từng lượn sóng ào, bao nhiêu sóng lượn nghẹn ngào bấy nhiêu. Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sang khai hoa đổ khắp ma lơn. Nuôi sông vũ trụ đất là trời, chính do hoàng hà mẫu tạo đời an na vui. Con trẻ miền sớm chiều tu liệm mì, ngày đến đêm lo kiểm hành à con. Dâng đăng mẹ trứng nòng à son, vạn dân ba tánh được lòn thánh à bình. Mẹ thương con ta.
xa đời, quê tiên chôn cũ là nơi trở về. Nhìn quang cảnh sơn quê non nước thì tội do ba hưởng phúc mẹ ba. Chính do hoàng mẫu Trịnh An độ cho sanh chúng một đàn tranh tu. Làn khói tỏa trần hương bay tỏa nhớ mẫu hòa hiền lẽ nhỏ rằng Hà Châu. Đàn con tha thiết nguyện là cầu mẫu từ vũ điện nhiễm màu chứng Hà Minh. Chôn trần miền cung minh đại lễ kỷ niệm mà ngày giáng thế tử A Tôn. Thượng tầng mẹ phú Càn La Khôn triển khai hoàng đạo pháp môn hãnh Hà Từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên nỉ gửi tâm mà thành thăm viếng mẫu hoa thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân chạy nặng con tre tuôn dần lẽ xa. Khói hương trần thiết tha theo gió an mây nhà lành hiện rõ huyền la vi. Con nguyện kiếp kiếp tu hòa trì nương về theo vong tử bi mẫu hòa hoàng. Bàn thước trùng hoa xanh trần gian yên lẻo tu hòa hành nhờ đèn chi tuệ phục lành mẹ văn. Tâm trinh giác đạo vàng rực rỡ hạt vô hòa đề lấy nở rừng cây. Thank you.
cầu A Tiên. Về chương trình đấy thì mời các cụ công chính đạo và nhân dân ở lại là thủ lộc. Thế và chương trình ngày mai thì chiều hôm nay là xin mời các đồng chí lãnh đạo, ban chấp hành hội người cao tuổi, đại diện của ban khánh tiết, ông thủ từ, hai ông thủ từ và ông tế chủ, cũng như là hai cái tổ của hai hội Phật giáo phụ trách về vấn đề tang lễ về tại đình vào lúc 2:30 để bàn công việc ngày mai, rước kiệu về và cờ về đình. Thế và cũng xin thông báo này, tất cả đề nghị sau hôm nay là có ý kiến của như vậy là Phật tử cũng nhân dân là đề nghị chỗ nhà đền để cho nhà đền hội như vậy đun nước thoải mái đi. Và riêng tháng 3, tức là tháng 4 dương lịch này, địa phương yêu cầu như vậy khi thanh toán tiền điện ra
chủ từ sẽ mang hoa đơn vào đưa cho chỗ ông Dị là thủ quỹ của như vậy ban khánh tiết tháng tư này địa phương sẽ thanh toán tiền điện. Xin hết, xin mời.